Xin chào các bạn. Hôm nay mình thấy có một cái con đường đi xuống ở dưới hướng Phùng. Từ chỗ làm việc của mình đây này, đi xuống dưới hướng Phùng kia, xuống dưới xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ấy, có một cái con đường mình thấy khá đẹp và đi rất là nguy hiểm. Nên mình sẽ thử một chuyến đi xe xuống đây và quay lại cho các bạn xem nhé. Ở đây mình cũng chán quá rồi, muốn đi vòng vòng một tí cho đỡ buồn. Hôm nay thì mình sẽ không đi con xe của mình mà mình sẽ đi con xe này. Đấy, con này nó có thể leo được dốc, mình đã đi thử rồi, nó khá là khỏe. Ồ, không cầm bao tay rồi. Trước mắt các bạn là chốt biên phòng kiểm dịch ấy. Bây giờ nói chung mình sẽ đi xuống ở dưới này khoảng tầm 4-5 cây thôi. Đường nó dốc lắm. Mình định đi du xuân bằng con xe của mình, nhưng mà sợ xe lắm các bạn. Những khúc cua các bạn có thể thấy đây, cực kỳ dốc luôn. Con đường này là con đường nối dài dưới thị trấn Lao Bảo qua xã Hướng Phùng ấy. Siêu dốc. Đi xuống thì nó cũng bình thường thôi, quan trọng lúc ra về đi lên. Đường này thì mình có thể tắt máy về xuống mò và chạy. Đoạn này bằng thẳng hết. Hai bên đường rất chi là nhiều chít. Cái chít để là chổi quét nhà ấy, rất là nhiều luôn. Bây giờ thì nó đã quá già để có thể khai thác rồi. Ở huyện Hương Hóa này chít cực kỳ nhiều luôn. Người dân họ khai thác, họ bán, họ phơi khô mà mình thấy hàng xe tải, hàng chục chiếc xe tải chở đi nhập các nơi luôn.
con đường này người, như hôm trước mình đã quay video được, con đường này rất ít người đi lại. Chỗ đường cua gấp tay áo liên tục. Con đường này chỉ có xe máy đi lại thôi, ô tô thì ô tô con, còn các cái xe tải xe khách đi xuống được, nhưng đi lên thì không đi nổi. Thỉnh thoảng có số người dân họ đi lại. Thì bằng phẳng rồi. Bây giờ thì mình chỉ quay ngắm cảnh cho các bạn xem thôi. Đấy, mình vừa trên đỉnh núi xuống, ở dưới này là làng mạn này, bạn thấy không? Toàn núi là núi thôi. Đây là cái khu vực biên giới nhé các bạn. Đi qua bên kia là nước Lào đấy. Có một ngôi nhà không biết họ xây để làm gì này. Bán quán chắc không phải rồi, chả đi cái đường này mà bán quán ở đây. Mình được biết là cái bản ở dưới này chính là bản Malapun các bạn, bản Malapun của xã Hương Hóa, của xã Hương Phú, của Hương Hóa tỉnh Quảng Trị. Mình thử đi xuống dưới này xem thử có cái gì không. Wow, có một cái đá. Như thế này vẫn bỏ hoang. Không. Nên họ vẫn đi chúc Tết nhau. Ở đây vẫn còn nghèo lắm các bạn. Nhà cửa cứ lụp sụp với các. Đây toàn là đất đỏ ba gian giống như đất ở Tây Nguyên ấy. Trồng cà phê. Đây là cái gì? Đây chắc là trường học, trường mẫu giáo. Mạ lại.
9 phút rồi. Chưa có cái cỏ làng hay cái gì. Trong những ngày Tết ở đây họ treo cờ Tổ quốc rất là nhiều. Cái trạm trộn, một trạm trộn bê tông giống như mình đang trực tiếp kia. Trường Trang Mạ Lai mình đi đâu đi ta. Wow, mình đã đi xa lắm rồi. Đường này vắng lắm các bạn, chắc mình sẽ phải quay lại thôi. Đường này vắng quá. Được rồi, đi nốt khoảng đi nốt một cây nữa nhé. Có thời gian thì mình sẽ đi hết cái đoạn đường này, xem thử nó ra đến đâu. Thank you.
ra đây là sau hướng độ rồi, hay là hướng độ là thị xã nhỉ, xã hướng độ nhỉ. Xe đi tiếp phải sang cũng còn rất nhiều mà. Thời độ pin thì nó mới hết rồi. Đi mãi mình chưa thấy cái chợ nào. Đường này chắc là đi ra đường 9, đường Hồ Chí Minh, sau đó đi ra Khe Xanh, đi ra thị trấn Khe Xanh. Máy quay của mình cũng sắp hết pin rồi, có lẽ mình sẽ tắt cái máy quay ở đây. Chào tạm biệt các bạn trước nhé. Nếu có gì pin vẫn còn thì mình sẽ quay tiếp. Sợ nó hết pin đột ngột nên mình không kịp quay. Không kịp chào tạm biệt các bạn. Ra đây mới có cái cửa hàng sửa chữa xe máy ấy. Oh, 19.